Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là giảm sóc trước bên phụ của Honda HR-V 2019. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Honda tại Nhật Bản. Đây. Mỗi một chiếc giảm sóc thì sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp giấy như thế này. Đây. Và được chèn xốp bóp như này để tránh va đập. Tránh va đập. Đây là giảm sốc xịn anh em nhé. Riêng HR-V này là chưa ra bản hàng liên doanh. Để anh em nhìn này, rất là chất luôn. Đây, đấy, đây là dòng. Đây, anh em có thể nhìn này. Đấy. Japan, Nhật Bản luôn. Đấy. Đây chính là cái, anh em đang được nhìn cận cảnh cái giảm sốc của nó. Đây chính là cái phần mà chúng ta sẽ bắt vào khung này. Đó. Ở đây chỉ là cái cao su tăm bông nữa để chụp lên là chúng ta vào với cái đời này. Đây chính là cái ti của nó này. Đấy, cái giảm sóc của nó. Đây. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái giảm sóc của xe Honda HR-V 2019. Cảm ơn anh em đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn hỗ trợ về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.